mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 2 định lý cosin và định lý sin. Bài toán mở đầu. Làm thế nào để tính độ dài cạnh chưa biết của hai tam giác dưới đây? Cạnh chưa biết thì tam giác này người ta cho là tam giác vuông. Cạnh chưa biết là cạnh CB. Như vậy thì để tính CB chúng ta làm sao các bạn? Chúng ta sẽ dùng Pythagore. Thì mình có là CB bình phương sẽ bằng CA bình phương cộng cho AB bình phương. Từ đó chúng ta tính được CB là bằng 5 các bạn. 3, 4, 5. Rồi còn trong trường hợp này, cạnh chưa biết là NP. Làm sao để chúng ta tính được NP các bạn? Dùng Pythagore? Không được nha. Pythagore chỉ dùng cho tam giác vuông thôi. Tam giác này người ta không có cho mình nói là tam giác vuông. Cho nên là chúng ta không có dùng định lý Pythagore được. Như vậy làm sao để chúng ta tính được NP? Chúng ta cũng tính được nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn các bạn. Đây thầy có ý tưởng này các bạn, làm sao để mình tính? Thầy sẽ dựng đường cao NH. Thì dựng đường cao NH. Rồi đây là H. Lúc này xét tam giác NHM thầy có cạnh NM có góc M. Thầy hoàn toàn tính được NH. Tính được HM. Có HM thì suy ra được là HP. Có HP, có HN thì thầy tính được NP. Các bạn đồng ý chưa? Rồi bây giờ thầy tính cho các bạn xem nha. Thứ nhất là hình này nè. Hình bên trái đã. Theo định lý Pythagore thì chúng ta có là BC bình bằng AC bình cộng cho AB bình. AC bình là bằng 3 bình. AB bình thì bằng 4 bình. 3 bình là 9, 4 bình là 16 là 25. Đó. BC bình bằng 25 thì suy ra BC bằng 5. Rồi còn cái tam giác bên phải mình tính NP như thế nào? Việc đầu tiên thầy sẽ tính NH. Nè, NH. Thầy xét tam giác NHM. Xét tam giác NHM vuông tại H. Vuông tại H. Từ đó thầy có được là sin của góc 60 độ này. Sin góc 60 độ bằng đối chia huyền, có nghĩa là bằng NH chia cho NM. Từ đó thầy có được NH bằng NM nhân cho sin của 60 độ. NH bằng NM để cho là bằng 4. Sin của 60 độ. Ở bài trước chúng ta học. Đây, sin của 60 độ. Bằng mấy các bạn? Bằng căn 3 chia 2. Sin 3, cos 6 nửa phần, cos 3 sin 6 nửa phần căn 3. Nửa phần căn 3 có nghĩa là căn 3 trên 2. Từ đó mình tính được NH. 4 chia 2 là 2, 2 căn 3. Ok, thì ghi vào. NH chúng ta vừa tính là 2 căn 3. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta tính HM. HM thì chúng ta có thể dùng Pythagore hoặc là mình dùng cos của góc này. Thầy dùng cos nha. Cos 60 độ bằng kề chia huyền, có nghĩa là MH chia cho MN. MH chia cho MN. Từ đó mình suy ra là MH bằng MN nhân cho
cos của 60 độ. NM đề cho bằng 4. Sin 3 cos 6 nửa phần. Cos của 60 độ bằng 1 phần 2. 4 nhân 1 phần 2 bằng 2. Đó, chúng ta tính được MH bằng 2. MH mình tính bằng 2. Đề cho chúng ta là PM bằng 3 mà HM bằng 2 suy ra HP bằng 1. Đó, tam giác NHP mình có NH, mình có HP. Như vậy thì mình sử dụng Pythagore để chúng ta tính được NP. Tam giác NHP. NHP vuông tại H. Từ đó mình suy ra được là NP bình phương sẽ bằng NH bình phương cộng HP bình phương. NH chính là bằng 2 căn 3. 2 căn 3 bình phương. HP bình phương chính là 1. 1 bình phương. Và chúng ta được đây là 2 bình phương là 4, căn 3 bình phương là 3, 4 nhân 3 là 12. 12 cộng 1 13. Đó. NP bình phương bằng 13. Từ đó mình suy ra NP bằng căn 13. NP bằng căn 13. Đây, chúng ta tính NP bằng căn 13. Ok. Đó, thì chúng ta vẫn tính được NP. Nhưng mà sẽ trải qua rất là nhiều bước, đúng không? Rất là nhiều bước. Thì bài học này chúng ta sẽ học về cái định lý cosin. Thì áp dụng định lý cosin, chúng ta sẽ tính một phát là ra NP luôn. Mình chỉ dùng một công thức là mình có được NP. Rồi, bây giờ mình cùng tìm hiểu bài học này nha. Một nhỏ, định lý cosin trong tam giác. Hoạt động 1. Câu A, cho tam giác ABC không phải là tam giác vuông. Với góc A nhọn và cái góc C nó lớn hơn hoặc bằng góc B. Vẽ đường cao CD. Đây, góc A nhọn. Góc C lớn hơn hoặc bằng góc B. Vẽ đường cao CD. Đường cao CD. Và đặt tên các độ dài như trong hình 1. Đặt tên các độ dài như trong hình 1. Đây các bạn. CA là B. CB là A. Rồi còn AB là C. Đặt như này không phải là lung tung đâu nha các bạn. Rất là có quy luật đó. Quy luật gì? Các bạn thấy nè. Cạnh AC nó đối diện với cái góc B. Cho nên là chúng ta đặt nó có độ dài là B nhỏ. Cạnh CB nó đối diện với góc A. Cho nên chúng ta đặt nó có độ dài là A nhỏ. Tương tự như vậy, cạnh AB nó đối diện với góc C. Cho nên chúng ta đặt nó có độ dài là C nhỏ. Được chưa? C nhỏ là đối diện với đỉnh C này. B nhỏ đối diện với đỉnh B này. A nhỏ đối diện với đỉnh A này. Rồi đường cao này thì có độ dài là D. DA có độ dài là X. Thằng này là C, thằng này X. Cho nên DB sẽ là C trừ X. Người ta bảo mình là hãy thay dấu hỏi chấm bằng chữ cái thích hợp để chứng minh công thức A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2 lần BC cos A theo gợi ý sau. Bảo chúng ta là thay đoạn này bằng chữ cái thích hợp. Mục đích của chúng ta là đi chứng minh cái định lý cosin. Chứng minh định lý cosin. Đây định lý cosin này các bạn. Đó, bây giờ mình đi chứng minh định lý này. Việc đầu tiên, xét tam giác vuông BCD. BCD, tam giác vuông này.
Mình có A bình bằng D bình cộng cho C trừ X tất cả bình. Có nghĩa là người ta đã dùng Pythagore. A bình là cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông D bình cộng cho C trừ X tất cả bình. Thấy chưa? Pythagore. Đây là Pythagore. A bình bằng D bình cộng cho C trừ X tất cả bình. Sau đó người ta khai triển cái bạn này ra. C trừ X tất cả bình chính là bằng C bình này trừ 2CX này cộng với X bình. Khai triển bằng này ra. Còn D bình mình viết lại. Đó, mình khai triển bằng này ra. Tiếp tục, xét tam giác vuông ACD. ACD. Mình có B bình bằng D bình cộng X bình. B bình bằng D bình cộng X bình. Đó, thì cũng tiếp tục dùng Pythagore. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Từ đây mình suy ra D bình sẽ bằng B bình trừ X bình. Đúng không? Suy ra D bình bằng B bình trừ X bình. Chúng ta lại có cos của góc A. Cos của góc A thì bằng bằng cái gì chia cái gì các bạn? Góc A này. Cos là bằng kề chia huyền. Kề là X, huyền là B. Vậy thì cos góc A sẽ bằng X chia B. Đó. Chúng ta điền vào cái hỏi chấm này là X. Và từ đó mình suy ra X sẽ bằng B nhân cho cos A. Đó, suy ra X bằng B nhân cos A. Tiếp tục, thay 2 và 3 vào 1. Nha. Thay 2, 3 vào 1. Mình có được công thức này. Đây, mình thử xem. 1 nè. Thì viết lại 1 nha. 1 á, là A bình bằng D bình cộng X bình cộng C bình trừ 2XC. Bằng, bây giờ mình thay nè, mình thay 2 vào. 2 á, là D bình bằng B bình trừ X bình. Đây, D bình đây. Chúng ta thay D bình bằng B bình trừ X bình. B bình trừ X bình. Rồi tiếp tục, cộng cho X bình cộng C bình trừ 2CX trừ 2CX. X mình thay bằng B cos A. Đó, X bằng B cos A. Mình ghi vào đây. Là B cos A. Chúng ta được trừ X bình với cộng X bình là hết. Mình còn B bình cộng C bình trừ 2 lần. Đây để cho đẹp phải giao hoán. BC cos A. Đó. Đây là định lý cosin các bạn. Đây, chúng ta được A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2 lần BC cos A. Đây. Ok chưa các bạn? Đó. Thì cái trường hợp này là chúng ta đang xét cái góc C lớn hơn hoặc bằng góc B. Còn nếu mà B lớn hơn hoặc bằng C thì lúc này mình không có vẽ đường cao CD nữa mà mình sẽ vẽ đường cao BD và mình chứng minh tương tự. Ok. Rồi, và ở trên đây là trường hợp góc A nhỏ. Nè, góc A nhỏ. Còn bây giờ cho tam giác ABC với góc A tù thì sao? Đó, với góc A tù. Làm tương tự như trên, chúng ta chứng minh rằng mình cũng có công thức này. Đó. Bây giờ tới phiên chúng ta các bạn. Tới phiên của mình. Thì trong sách vừa hướng dẫn chúng ta chứng minh trong trường hợp góc A nhỏ. Bây giờ mình sẽ chứng minh trong trường hợp A tù. Rồi, người ta đã vẽ sẵn hình cho mình hết rồi. Sướng quá rồi. Bây giờ mình chứng minh thôi. Đây, thầy chứng minh nhanh nha. Bây giờ tam giác CDB nha. Xét tam giác CDB. Tam giác này vuông đúng không?
vuông tại D. Vuông tại D. Từ đó mình suy ra theo Pythagore, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông D bình cộng góc vuông còn lại, đó là C cộng X, đúng không? Cạnh góc vuông còn lại là C cộng X, tất cả bình. Các bạn chú ý nha, là người ta cũng đặt tương tự như vậy ha. Cạnh này là A ấn với đối với đỉnh A, cạnh này là B thì ấn với đỉnh đỉnh B, cạnh này là C ấn với đỉnh C. Đó, rất là có quy luật ha. Rồi bây giờ mình sẽ khai triển cái này ra. Mình được D bình cộng cho, đây là C bình cộng X bình cộng cho 2 lần TX. Đó. Chúng ta cũng đặt. Đặt bạn này là 1. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mình xét tam giác C DA. Xét tam giác DCA vuông tại D. Nên mình suy ra B bình bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông là bằng D bình cộng X bình. Đó. Từ đây chúng ta suy ra D bình sẽ bằng B bình trừ cho X bình. Chúng ta gọi bằng này là 2. Rồi tiếp theo, cos của góc A theo các bạn bằng gì? Cos của góc A bằng gì các bạn? Thì trong sách có lưu ý cho các bạn, A là góc tù nên cos A bằng trừ x chia b. Thì các bạn cũng hơi khó hiểu chỗ này đúng không? Ok, thầy sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn. Mình có cos của góc A. Các bạn chú ý, góc A đây là góc góc BAC nha. Góc A đây đóng vai trò là góc BAC. Đó, góc BAC. BAC. Mình gọi nó là góc A. Cos của góc A chính là cos của BAC bằng cos của BAC chính là 180 độ trừ cho góc DAC. Đúng không? Hai bạn này bù nha. Cos của 180 độ trừ cho DAC. Đó, đồng ý không? Bằng. Hôm trước mình học cái công thức này các bạn. Để thầy lật ra cho các bạn xem. Bởi vì các bạn học nhưng mà không biết các bạn có nhớ công thức này không? Đây, ở trang 63 các bạn. Ở trang 63. Cos có 180 độ trừ cho alpha thì bằng trừ cos alpha nha. Cos 180 độ trừ alpha bằng trừ cos alpha. Cho nên là chúng ta cũng vậy, cos của 180 độ trừ cho bạn này thì bằng trừ cos DAC. Đồng ý chưa? Đó, alpha đóng vai trò là DAC. Và chúng ta sẽ được gì? Cos của DAC. Đây. Cos của góc DAC là góc này. À, góc này. Cos là bằng kề chia huyền đúng không? Kề chia huyền. Được chưa? Cos của DAC bằng kề chia huyền là x chia b. X chia b. Đó. Dấu trừ này thì đưa qua đây. Trừ x chia b. Được không? Thì ghi lại đầy đủ này. Cos của góc A bằng trừ x chia b. Đó, đây là 3. Rồi, tiếp tục chúng ta thay 2, 3 vào 1. Ta được nè. Thay 2 này, 3 này, thay vào 1. Ta được 1 đây các bạn. Để thầy ghi lại 1 nha. 1 là A bình bằng D bình cộng C bình cộng X bình cộng 2CX bằng. Bây giờ mình thay nè. Thì viết lại nè. A bình bằng
D bình. D bình nè. D bình chính là bằng B bình trừ X bình. B bình trừ X bình cộng C bình cộng X bình cộng 2CX. 2CX. X đây. X là trừ. À, chỗ này mình chưa suy ra X các bạn. Mình suy ra X ra. Từ đây chúng ta mới suy ra X bằng trừ B cos A đúng không? Trừ B cos A. Đó. Bạn này mình mới đặt là 3 này. X là bằng trừ B cos A. Rồi. Bây giờ mình thay vào đây đúng không? Mình thay vào đây. Trừ B cos A. Rồi mình rút gọn thôi. A bình bằng B bình. Ở đây trừ X bình. Ở đây cộng X bình. Hai bạn này đối nhau cộng với nhau hết. B bình cộng C bình. Trừ ra thì đưa ra ngoài. Trừ 2BC cos A. Đó. Chúng ta đã chứng minh xong. Ok không? A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2 lần BC cos A. Đó. Chúng ta chứng minh bằng này. Đó thì mục đích chứng minh cho các bạn khắc sâu cái công thức này trong đầu ha. Và một khi mình hiểu được cái công thức đó có từ đâu thì mình sẽ hứng thú hơn. Hơn là đùng đùng cái bảo mình phải nhớ công thức này đúng không? Rồi, chúng ta xong B. Bây giờ mình qua C nè. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy chứng tỏ công thức này có thể viết là nè. Thì nếu mà tam giác này vuông tại A thì cái công thức này nè, mình có cos A vuông tại A. Vuông tại A cho nên cos A bằng cos của 90 độ, đúng các bạn? Cos 90 độ bằng bao nhiêu các bạn? Ở bài trước mình học cos 90 độ thì bằng 0. Được chưa? Cos 90 độ bằng 0. Cái cụm này có cos A bằng 0, cho nên cái cụm này bằng 0 luôn. Do đó, chúng ta còn công thức là A bình bằng B bình cộng C bình. Đây. Đó. Đồng ý chưa? Do bạn này bằng 0 rồi. Mình còn A bình bằng B bình cộng C bình. Đây chính là Pythagore đó các bạn. Ha. Nè, tam giác ABC vuông tại A nè. Mình có A bình bằng B bình cộng C bình nè. Đó. Cho nên từ đây các bạn thấy rằng là gì? Pythagore nó là một trường hợp đặc biệt, trường hợp riêng của định lý cosin. Nè, đây là định lý cosin chúng ta này. Đó, Pythagore là trường hợp đặc biệt của định lý cosin. Đúng không? Bởi vì lúc này cos A bằng 0 rồi, nên là mình mắc cái cụm này. Đó, thì mình vừa chứng minh cái định lý cosin. Định lý cosin nè. Trong tam giác ABC với BC bằng A, CA bằng B, AB bằng C thì ta có các điều này. Đó. Thì mình thấy nè, đặt này là có quy luật nha, thì nhắc lại nè, BC là bằng A. Đó, BC là cạnh đối diện với đỉnh A, cho nên nó có độ dài là A. Đó. Còn CA là cạnh đối diện với đỉnh B, cho nên nó có độ dài là B. Tương tự như vậy, AB là cạnh đối diện với đỉnh C, cho nên có độ dài là C. Mình có A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2 lần BC cos A. À, làm sao để nhớ các bạn? Đây. Để cho các bạn dễ nhớ thì vẽ cho các bạn nhìn này. Nhìn đây nha. Đây là góc A này. Thì đây là cạnh A này. Đó. Đây là đỉnh B này. Nên đây là cạnh B này. Đây là đỉnh C này. Cho nên đây là cạnh C này. Mình có A bình. Là bạn này bình, A bình. Thì bằng hai cạnh còn lại bình, B bình cộng C bình. Trừ cho 2 lần B nhân C, cos của cái góc. Cái góc này nằm giữa hai thằng này. Nha, đó, được không? Nhìn nè, A bình thì bằng B bình cộng C bình. Trừ 2 lần B nhân C, cos của góc. Góc nằm giữa hai này, cos của góc A. Đó, nhớ nha, góc này nằm giữa hai bạn này. Đó. Chứ mình đừng cứ học là A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2 lần BC cos A. Mình học như vậy khó nhớ lắm. Thằng này bình,
bằng 2 thằng còn lại bình, trừ cho 2 lần B nhân C nhân cos của góc ở giữa. Ok, tiếp tục nè, nếu mà thằng C bình thì sao? C bình thì bằng B bình cộng A bình trừ 2 lần BA nhân cos của góc này. Đó. Nếu B bình thì sao? B bình thì bằng A bình cộng C bình trừ cho 2 lần AC cos của góc này. Đó, nhớ dạy cho thầy. Từ định lý cosin ta có hệ quả sau đây. Cos A bằng B bình cộng C bình trừ A bình chia cho 2BC. Rồi, làm sao để nhớ các bạn? Nhớ không nổi đâu. Đây, định lý cosin này, mình có A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2 lần BC cos A. Thì chuyển cái trừ 2 lần BC cos A sang bên trái, dấu trừ thì chuyển sang trái là bằng 2 lần BC cos A. Bên phải còn B bình cộng C bình, A bình thì chuyển sang phải là trừ A bình. Sau đó chúng ta chia 2 vé cho 2BC. Bên trái mình chia cho 2BC mất, bên phải chia cho 2BC. Đó. Từ đó chúng ta có công thức cos A bằng B bình cộng C bình trừ A bình chia 2 lần BC. Đây, cos A bình bằng B bình cộng C bình trừ A bình chia cho 2 lần BC. Đó. Các bạn còn lại thì mình cũng làm tương tự như vậy ha. Mình dựa vào đây mình suy ra thôi. Đó. Cho nên là theo quan điểm của thầy, nếu mà các bạn nhớ được những công thức này thì càng tốt. Còn không thì các bạn khỏi nhớ cũng được. Các bạn nhớ cho thầy cái này thôi. Đó. Rồi mình dựa cái này, mình suy ra. Mình dựa cái này mình suy ra cos A bằng bao nhiêu, cos B bằng bao nhiêu, cos C bằng bao nhiêu. Chứ hơi nào mình phải nhớ thêm những bạn này. Và những bạn này rất là khó nhớ đó. Ha, khó nhớ. Mình dựa vào đây mình suy ra cos A bằng bao nhiêu. À, không. Cos B bằng nhiêu, cos C bằng nhiêu. Đó. Cho nên các bạn nhớ cho thầy cái định lý cosin này. Còn thằng này nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì suy ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng định lý cosin để mình làm một số bài tập ha. Đây, chúng ta tìm hiểu cái ví dụ 1 này. Ví dụ 1. Trên giác ABC có góc C bằng 115 độ. Có AC bằng 8 và BC bằng 12. Tính độ dài cạnh AB và các góc AB của tam giác đó. Mình sẽ áp dụng định lý cosin để mình xử lý bài này ha. Đây các bạn, người ta cho mình một tam giác có góc này 115 độ, AC bằng 8, CB bằng 12. Bảo mình là bây giờ tính AB với lại là tính gì nữa? Và tính góc này với lại góc này. Đó. Thì mình biết rằng là theo định lý cosin thì mình có AB bình. AB bình thì sẽ bằng thằng này bình cộng với thằng này bình trừ cho 2 lần thằng này nhân với thằng này nhân cho cos của góc này. Được chưa? Đó, mình nhớ như vậy. Thì nói lại là thằng này bình bằng thằng này bình cộng thằng này bình trừ cho 2 lần thằng này nhân với thằng này nhân cos của góc này. Đây, theo định lý cosin ta có điều này. À, 12 bình này, 8 bình này trừ cho 2 lần 12 nhân 8 nhân cos của góc góc mà nằm giữa hai cạnh này. Đó, cos góc nằm giữa hai cạnh này. Rồi bấm máy tính chúng ta được số này. AB bình bằng cái số này. Như vậy AB sẽ bằng căn của số này và chúng ta được 17. Rồi, bây giờ mình tính cái góc A này thì mình tính làm sao? Góc A này tính làm sao? Nếu mà các bạn thuộc cái hệ quả của định lý cosin, thuộc cái hệ quả của định lý cosin, thì mình viết ra cos A bằng gì đó mình tính, đúng không? Còn nếu mà chưa thuộc thì mình chịu khó. Mình chịu khó. Ví dụ bạn này là 17 nè. Thì ghi vào. Mình chịu khó mình làm thêm một bước nữa. Có nghĩa là theo định lý cosin á, thì mình có CB bình thì bằng AC bình cộng cho AB bình trừ cho 2 lần AC nhân cho AB
nhân cho cos của góc nằm giữa hai này, đó là cos của góc A. Đó, đồng ý chưa? Rồi mình chuyển thằng này qua trái, có nghĩa là 2 lần AC nhân cho AB nhân cos của A thì sẽ bằng AC bình cộng AB bình. Thằng này mình chuyển sang phải là trừ cho CB bình. Đó. Thằng này mình chuyển bên trái là mất dấu trừ. Sau đó mình chia hai vế cho thằng này mình được là 2 lần AC nhân AB. Đó, mình chia hai vế cho này, bên này mất. Đó đây, công thức đó đây. Cos A bằng AB bình cộng AC bình trừ cho BC bình chia cho 2 lần AB nhân AC. Đây ha. Được không? Rồi, công việc của chúng ta là thế số vào. Thế số vào. Mình được 0,7684. Cos A bằng 0,7684 thì mình bấm máy tính là shift cos của 0,7684 thì sẽ ra góc A nha. Người ta nói là suy ra A bằng 39 độ 47 phút. Đó. Cos A bằng cái này thì muốn tính góc A, chúng ta bấm shift cos nha, shift cos 0,7684 đóng ngoặc. Đó, chúng ta được là bấm nút này nữa 39 độ 47 phút. Đây, 39 độ 47 phút. Các bạn chú ý rằng lúc này là máy tính của chúng ta nó phải ghi chỗ này là chữ D nha. Chữ D là độ đó ha. Chứ không là bị bạn nào chọc mình chỉnh thành chữ R thì lúc đó mình sẽ không bấm được. Rồi, sau đó mình biết rằng là tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Mình đã có góc này, có góc này. Thì mình sẽ tính cái góc còn lại bằng cách là lấy 180 độ trừ cho tổng của hai thằng kia. Ok. Mình được 25 độ 13 phút. Rồi, đó là một ví dụ áp dụng định lý cosin. Đó, bây giờ tới phiên chúng ta nè. Tới phiên chúng ta. Thực hành 1. Tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác ABC trong hình 4. Hình này. Đó. Thì bây giờ mình cũng làm tương tự như vậy. Mình cũng dùng cái định lý cosin. Đây. Thì theo định lý cosin nha, các bạn cũng ghi là theo định lý cosin. Theo định lý cosin ta có, mình có gì? BC bình bằng AB bình cộng AC bình trừ 2 lần AB nhân AC nhân cos của góc nằm giữa hai thằng này, cos của 62 độ là cos của góc A. Đó, thì ghi đầy đủ công thức. Từ đó mình suy ra BC bình sẽ bằng AB bình là 14 bình, AC bình là 18 bình trừ cho 2 lần AB là 14, AC là 18. Cos của góc A là cos của 62 độ. Rồi mình bấm máy tính. 14 bình cộng 18 bình trừ cho 2 nhân 14 nhân 18 nhân cho cos của 62 đóng ngoặc. Được không? Bằng. Chúng ta được là 283. Mình làm tròn là 283. Hoặc là mình lấy hai chữ số thập phân ha. Mình được là gần bằng 283. Ở đây là ba mấy các bạn? 39 nha. 39 chứ không phải là 38 đâu, 39. Đó, BC bình bằng bạn này, suy ra BC sẽ bằng căn của 283,39 bằng. Còn máy tính nè, mình bấm căn, đi nó bấm căn
Rồi bấm answer. Answer này là nó tự động nó gọi cái số nãy ra bằng. Chúng ta được là 16,8. 16,8. Ok. Rồi, mình vừa tính bạn này là bằng 16,8. Rồi, tiếp theo bây giờ mình muốn tính góc B. Nè, mình muốn tính góc B thì làm sao? Mình cũng dùng cái hệ quả của định lý cosin. Theo hệ quả của định lý cosin ta có. Bây giờ muốn tìm góc B thì mình sẽ đi tính cos của góc B bằng bao nhiêu. Rồi sau đó mình sẽ bấm shift cos, đúng không? Mình có cos của góc B sẽ bằng bao nhiêu các bạn? Nếu mà mình không có nhớ được cái hệ quả, cái công thức hệ quả này á, thì mình cứ viết cái định lý cosin ra. Mình thấy nè, là AC bình sẽ bằng là BA bình cộng cho BC bình trừ 2 lần BA nhân BC nhân cos của góc B, đúng không? Đó. Chuyển bạn này sang trái thì mất dấu trừ, mình có 2 lần BA BC cos của góc B bằng bạn này là BA bình cộng BC bình. Bài chuyển sang phải là trừ AC bình, rồi chia hai vế cho 2 lần BA BC. Đó, được chưa? Mình có được công thức hệ quả. Đó. Chứ còn nhớ thì theo này là các bạn rất là khó nhớ công thức này. Đó, mình ghi lại thôi. Cos B bằng BA bình cộng BC bình trừ cho AC bình chia cho 2 lần BA nhân cho BC. Mình thế số vào các bạn. BA là 14 bình cộng cho BC. BC là 16,8. 16,8 bình trừ cho AC bình. AC bình là 18 bình chia cho 2 lần BA. BA là 14. BC là 16,8. Từ đây mình có cos của góc B sẽ bằng, mình bấm máy tính thôi các bạn, 14 bình cộng cho 16,8 bình trừ cho 18 bình bằng, rồi chia cho mở ngoặc 2 nhân cho 14 nhân cho 16,8. Chúng ta được là 0,3 2 7 8 9 các bạn. Từ đây mình suy ra góc B sẽ bằng shift code ha. Máy tính nó đang hiện này, mình để im đó, bấm shift này, shift code code, rồi bấm answer, shift code answer, đóng ngoặc lại bằng, bấm thêm nút độ phút giây này nữa ha, đều đổi độ phút giây, mình được là 70 độ, 51 phút, đúng không các bạn? Nhưng mà ở đây là 33 giây. 33 giây là hơn một nửa. Bởi vì 1 phút là 60 giây. Còn thằng này 33 giây là hơn một nửa. Nên mình làm tròn là 70 độ 52 phút. Nha. Vì thằng này lớn hơn một nửa. Còn nếu mà bạn nào lười á. Thì mình ghi là 70,9 độ cũng được. Đúng không? Không sao cả. 70,9 độ. Hoặc là mình được 70 độ 52 phút. Đó, chúng ta tính được góc B. 70 độ 52 phút. Rồi bây giờ mình tính góc C. Góc C sẽ bằng 180 độ
trừ cho góc A cộng cho góc B đúng không? Bởi vì tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Rồi, góc này mình để nguyên đó nha, tí nữa mình sẽ xài ha. Góc này là góc B mình để nguyên đó. Rồi bây giờ mình bấm 180 trừ cho mở ngoặc góc A. Góc A là 62. 62 cộng cho cái số hồi nãy, cái góc B của mình này là answer đúng không? Answer là nó tự động nó gọi cái số hồi nãy ở đây, đóng ngoặc lại. À, để mình đỡ bấm nha. Bấm. Đó, bấm lúc này. Chúng ta được là 47 độ 8 phút. Ở đây gần bằng. Thế này cũng gần bằng. 47 độ 8 phút. Rồi. Chúng ta xong thực hành 1. Bây giờ chúng ta qua luyện tập 1. Tính khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu của một hồ nước. Biết từ một điểm cách hai đầu hồ lần lượt là 800m và 900m. Người quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc 70 độ. Biết từ một điểm cách hai đầu hồ lần lượt là 800m và 900m. Người quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc 70 độ. Có nghĩa là người quan sát nhìn thấy cái điểm này là dưới cái góc 70 độ. Và chúng ta có khoảng cách này. Bảo mình là tính khoảng cách này. Đó. Thì mình áp dụng định lý cosin một phát là xong ngay đúng không? Áp dụng định lý cosin ta có. À. Hoặc là theo định lý cosin ta có khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu của một hồ nước là 800m. Rồi tính sao các bạn? Một á là mình tính direct luôn. Còn hai á mình gọi bạn này là x. À, mình gọi bạn này là x. Được chưa? Thì mình có là x bình phương sẽ bằng theo định lý cosin thì x bình phương sẽ bằng 800 bình phương cộng 900 bình phương trừ cho 2 lần 800 nhân 900 nhân cho cos của góc ở giữa này là cos của 70 độ. Đó. Thì từ đây mình có x bình phương sẽ bằng, rồi mình bấm máy tính cái này các bạn. 800 bình phương cộng 900 bình phương trừ cho 2 nhân 800 nhân 900 nhân cho cos của 70 độ. Chúng ta được gần bằng là 957491. Từ đó mình suy ra x sẽ gần bằng căn của 957491 bằng. Đây, bây giờ mình lấy căn của answer bằng. Chúng ta được là 978,5. 978,5. Ở đây này người ta cho là mét.
thì mình cũng mét. Ok không? Hoặc là mình có thể nói là gọi x là khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu của một hồ nước theo định lý cosine ta có. À, có điều này được không? Mình nói là gọi x là khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu của một hồ nước theo định lý cosine ta có. Ok, rồi chúng ta vừa tìm hiểu định lý cosine thì ở video sau chúng ta tiếp tục tìm hiểu định lý sin trong tam giác. Các bạn xem ở phần mô tả video để tìm đến cái link của video tiếp theo. Rồi, thầy An chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.